sĩ Trọng Tấn, sinh năm 1976, là một ca sĩ Việt Nam người Thanh Hóa, có sở trường là các nhạc phẩm truyền thống và cách mạng, có chất giọng nam cao. Trọng Tấn tốt nghiệp Nhạc viện Hà Nội và trở nên nổi tiếng khi đoạt giải nhất giọng hát hay Hà Nội năm 1997 và giải nhất liên hoan tiếng hát truyền hình toàn quốc năm 1999. Ca sĩ Trọng Tấn thường chọn những ca khúc cách mạng của những nhạc sĩ như Huy Du, Hoàng Việt, Thái Cơ hay Phan Huỳnh Điệu để hát. Không những thế, những bản tình ca lãng mạn về tình yêu mà một số nhạc sĩ dùng hết tâm huyết để viết ra cũng được anh lặng lẽ đón nhận và chuyển tải nó một cách cảm động đến với công chúng yêu nhạc. Trọng Tấn đã phát hành một số album như Một Chặng Đường, Rặng Trăm Bầu, album Tình Yêu Trên Dòng Sông Quan Họ. Đằng sau thành công của người đàn ông luôn có bóng dáng của một người phụ nữ. Ít ai biết rằng vợ chồng ca sĩ Trọng Tấn đã yêu nhau từ hồi cấp 3 khi cả hai cùng học tại trường trung học ở Thanh Hóa. Vợ ca sĩ Trọng Tấn tên đầy đủ là Đặng Thị Thanh Hoa, sinh năm 1978. Chị tốt nghiệp khoa quản trị kinh doanh trường đại học Công đoàn và khoa tiếng Anh ở trường đại học Ngoại ngữ. Hai người yêu nhau từ lớp 11 tại trường Lam Sơn, Thanh Hóa và cùng lên Hà Nội lập nghiệp rồi sau này cưới nhau. Sau khi kết hôn, Thanh Hoa tập trung chăm sóc cho hai con, quản lý công việc kinh doanh và giúp chồng phấn đấu trên con đường âm nhạc, học vấn. Sau này, khi hai con đã đủ lớn, Thanh Hoa tiếp tục đi làm trở lại. Hiện chị đang công tác tại Học viện Âm nhạc Quốc gia. Nhưng dù ở vị trí nào, làm công việc gì, với chị, sự thành công của chồng và việc chăm sóc các con vẫn được chị đặt lên hàng đầu. Tình yêu của Trọng Tấn và Thanh Hoa khởi nguồn từ mối tình trong sáng của tuổi học trò. Hồi đó, Trọng Tấn học lớp 11, trên Thanh Hoa một lớp. Hát buổi nhưng cả hai lại ngồi cùng một bàn. Những mẫu thư vụn làm quen giấu nơi gốc vàng hay gốc cây hàng ngày đã nhen nhóm tình yêu của họ. Sau này, khi Trọng Tấn ra Hà Nội học trường nhạc, Thanh Hoa ở lại Thanh Hóa. Cũng nhờ những đường thư đã giữ lửa để họ yêu nhau trong những ngày tháng chờ đợi, cho đến một ngày về ở cạnh nhau. Hiện tại, vợ ca sĩ Trọng Tấn đang là giảng viên của Học viện Âm nhạc, vừa quản lý một nhà hàng và cũng đang bận rộn với một công ty giải trí chuyên tổ chức các sự kiện âm nhạc, trong đó có việc tổ chức những live show âm nhạc cho chồng. Không chỉ là hậu phương vững chắc của chồng, Thanh Hoa còn thường xuyên cập nhật các xu hướng thời trang quốc tế để định hướng hình ảnh cho Trọng Tấn. Phong cách thời trang của Trọng Tấn từ đầu tóc, quần áo, giày dép đều do một tay Thanh Hoa tỉ mỉ chăm chút và tạo dựng. Chị thường xuyên thắp tùng chồng tới những sự kiện hay là chương trình âm nhạc, với tư cách là một người đồng hành lặng lẽ. Không chỉ đảm đang, khéo léo, Thanh Hoa còn sở hữu vẻ đẹp đầm thắm, sang trọng cùng với phong cách thời trang hiện đại và trang nhã. Chính vì thế, Trọng Tấn vô cùng trân trọng vợ. Anh chia sẻ, vợ tôi là người phụ nữ đáng cho nhiều người mơ ước. Cô ấy đẹp, có hai bằng đại học, hơn nữa lại hết lòng vì chồng con. Một người đàn ông còn cần gì hơn thế nữa.